Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ ra ngoài vườn để mình hái bơ, mình quay cây bơ để cho các bạn xem cây bơ của nhà mình nha. Ở đây là vùng đất Florida. Hôm nay là mình quay buổi chiều. Buổi chiều á, nắng nó chiếu vô cây bơ á, nó đẹp hơn. Cây bơ của nhà mình đây, cây bơ nó nhỏ thôi các bạn, nó không có lớn lắm. Này là trái đầu mùa nha. Bơ này không thua gì bơ Đà Lạt đâu nha các bạn. Bữa hổm nó có rụng thử một trái mình ăn. Nó chín mình ăn thử rồi rất là dẻo, ngon lắm các bạn. Nó giống như cái loại bơ mà bơ sáp trái to, trái màu xanh tròn ở trên Đà Lạt mình trồng á. Lâu lâu thì nó có một chùm. Thiệt là sai. Nè, trái bơ nhìn bóng lưỡng á các bạn, ngon ghê luôn. Các bạn thấy không? Đây nó có hai trái nè, hai trái này to thiệt là to luôn. Bữa hổm mình hái thử một mớ. Cái trái này nè các bạn, mình cân á. Trái to nó hơn 1 kg nha. Nó tầm khoảng 1 kg 1. Trái to nhất là khoảng 1 kg 2. Trái dừa dừa, tầm dừa dừa thì khoảng tầm 1 kg, trái nhỏ thì 700-800 g. Ở dưới này có một chùm, thiệt là nhiều trái nè. Cái chùm này á các bạn, nó nặng quá luôn á, nó sắp đụng dưới đất luôn nè. Khoảng còn hơn 1 gang tay nữa là nó rụng đất luôn á. Bạn nhìn thấy không nè, đây nè. Đằng kia có một chùm nữa nè. Đây có một chùm. Chùm này thiệt là sai nè, cái chùm này á, nếu mà mình đếm nó khoảng tầm 11, 12 trái luôn á, cái chùm này đây. Cây bơ này nè, ở trên đây nè, đó, ở múc ở trên cao đó. Cây này mà nếu mà hái hết á, chắc cũng tầm độ khoảng cả 100 trái bơ á. Mà ở đây cũng ngộ lắm nha mấy bạn. Nhà thằng em mình nó cũng trồng cái loại bơ này nè. Mà hôm nay mà 5 năm rồi á, cây bơ cũng lớn mà không có trái nào hết trơn. Nhà mình thì cái chủ nhà cũ người ta trồng cái cây bơ này, mình không biết là trồng bao lâu, nhưng mà mình về nay được năm rồi đó, là mình đã ăn được một vài trái nó già, còn những trái còn còn non nó tầm khoảng mình ăn chắc khoảng tầm hết tháng 11 đến đầu tháng 12 cũng còn nha. Ở múc ở trên đây nó có cái tổ chim nè, để mình zoom lên cho mấy bạn xem nha. Đó, chim nó làm cái tổ đó. Ngay chỗ tổ chim nó cũng có hai trái bơ nó nằm ở trên đó. Mình sẽ hái những cái bơ này vô để mình làm những cái món ăn từ bơ rất là ngon. Bơ này dẻo lắm các bạn. Cắt hai cái trái bơ này vô luôn nè. Hai trái bơ này to ghê chưa? Ngon quá. Ồ, đây có một chùm nè. Nghe chưa, hôm nay trời chuyển đông á, lạnh ghê, gió lạnh quá. Trái này cũng sắp rồi chứ chưa già lắm nè, cái cuống nó vẫn còn màu xanh nè, thấy chưa, còn lớn nữa nè. Đây cái trái bơ này già rồi nè, mình cắt cái bơ này nha, bự ghê chưa. Cũng già luôn nè, mình cắt cái này. Đây mình hái cái này luôn nha. Ngon bóng lưỡng luôn mấy bạn ơi. Nè, cặp bơ này nhìn đẹp chưa? Ngon quá. Lá nè. Nắp cái này. Bưng vô nhà. Ô nặng quá mấy bạn. Bưng vô nhà để mình vú khoảng chừng 3-4 ngày sau là nó chín rồi. Mình sẽ làm món ăn, làm từ bơ. Bao nhiêu đây mà nó nặng ghê luôn á mấy bạn. Cái này chắc khoảng 60 kg.
Tại vì mỗi trái nó cũng gần cả ký lô, trái to là một ký hơn luôn á. Ở sau vườn nhà mình á, nhìn ra cái hồ. Các bạn thấy cái hồ không? Hồ nước phẳng lặng. Chiều á có mấy cái con vịt với lại con cò nó đậu ở chỗ cái bờ hồ. Bên này có cây chanh nè, cây chanh này rất là sai trái à, nhiều khi nó rụng tùm lum hết luôn, hái vô không kịp là mấy cái trái mà nó chín á nó rụng tùm lum hết, quá trời trái luôn. Ăn thì không bao nhiêu nhưng mà thích nhìn. Thu hoạch chanh nè mấy bạn, ngon nghe chưa? Bề trái này ngon quá, cái này chín vàng luôn. Chanh này vỏ nó hơi dày một chút nhưng mà rất là thơm. Nhiều rồi hả, còn mình ra mình hái tiếp. Nhà mình phía sau nè có một cái lùm chuối. Qua bên này mà nhìn cái lùm chuối này đỡ nhớ Việt Nam lắm, đỡ nhớ nhà lắm mấy bạn. Nhiều khi bên Việt Nam á cần có một miếng lá chuối á, nhiều khi chạy kiếm đỏ mắt không ra, chạy xin tùm lum hết. Mà bây giờ có nhiều nhà người ta đâu có trồng chuối nữa đâu. Mà qua bên Mỹ này á có lá chuối xài nè, sướng ghê chưa, thích không? Nhiều khi cần miếng lá chuối hay dây chuối gì á là ra vườn là có. Đây là cây chuối Việt Nam của mình nha, đây cây chuối Việt Nam nè. Còn cái chuối mà chuối kiển đây, chuối kiển ở bên này nè đó. Nó mọc thành bụi tử trong thân, nó mọc ra lá luôn. Còn cái chuối Việt Nam mình thì nó có cái cây lên đàng hoàng. Mà cái lá nó rất là giống. Nó khác là chỉ cái lá chuối kiển nó dày thôi. Cái lá nó dày cùi mà nó bóng nữa. Cái chuối kiển này nhìn nó cũng đẹp lắm. Có nguyên một cái hàng chuối này nhìn nó Việt Nam ghê chưa. Quay cảnh này đâu ai biết là cảnh Mỹ. Cảnh cái nhà bên Mỹ. Giống Việt Nam chưa? Đó. Có bông bụp nữa nè nha. Có bông bụp trồng ở hàng rào á. Giống ở bên mình chưa? Nè, bông bụp nữa nè. Có tường vi nữa nè nha mấy bạn. Tường vi này á, ông xã mình tỉa cách nay khoảng 10 ngày rồi bắt đầu nó ra tược non nè. Nó ra cái tược non của nó nè. Nhanh ra với sợ luôn á. Tường vi này sai bông lắm ở bên này nè. Mà bữa hổm nó tàn á, mình cắt bỏ nó đi rồi. Nhưng mà mình không thấy màu trắng với màu hồng nha, mà nó có màu đỏ nè. Màu đỏ tím tím cái bông này còn sót lại nè, đó. Nó màu vậy đó. Mà nó sai ơi là sai luôn. Cái cây này bữa hổm to lắm. To lắm á, ông xã mình cưa bớt cho nó lùn xuống nè. Bữa nay nó ra mấy cái mầm nè. Có bông dừa cạn nữa nè nha. Bông dừa cạn nè. Có mấy cái cây giống như ở bên Việt Nam mình ghê à. Cái khí hậu ở đây nó cũng giống ở Việt Nam mình đó. Nó cũng nắng ghê lắm. Ừ, đây gần biển á, nên cái nắng của nó cũng gay gắt lắm. Nắng biển mà. Ở nhiều khi trưa mà 11, 12 giờ đứng trưa đó nắng chịu không nổi luôn á. Cái nắng của nó giống giống như là nắng tháng giêng ở bên Việt Nam mình á mấy bạn. Ở đây có cái cây này nè, cái cây này nó cũng vừa vừa thôi, nó không lớn lắm đó. Mà bông quá trời ơi sai bông. Em mình nói là cái cây này là cái cây đào. Cây đào của Nhật, giống của Nhật. Trái nó nhỏ nhỏ, có lông 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 lông, màu hồng. Cây đào á, ăn nó chua chua ngọt ngọt, giòn. Ngon lắm. Kế bên đây á, kế bên đây là nhỏ em nói là cây này là cây ốc. Nó có trái vàng vàng nè. Trái nó nhỏ 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 như trái sim của mình vậy.
Nhìn nó giống như là cây kiểng thôi chứ à, trái nó không ăn được nha. Mỹ thích trồng cây này để lấy bóng mát nên mốt nó lớn nó ra tàn giống như cây cổ thụ vậy đó, đẹp lắm. Mình đang đứng trước nhà, đối diện với căn nhà. Bên phía bên góc phải của mình á, bên góc phải căn nhà là nó có cái cây kiểng to. Còn xung quanh đất bên ngoài là cỏ, toàn cỏ. Ở đây nhà vì nằm trong khu á, cho nên là mình không chăm sóc cỏ cho đẹp thì người ta sẽ nhắc nhở. Nếu mà vài lần mình không cắt cho bằng, mình để nó bê bối thì mình sẽ bị phạt đó. Đây là cái gara xe nè, gara đôi, mình bỏ vô được 2 chiếc xe. Mà ở đây thường á, thì xe người ta không có bỏ vô gara, mà cái gara thường thường người ta để người ta bỏ những cái đồ linh tinh không có xài tới, giống như một cái nhà kho. Người ta ít có bỏ gara xe lắm. Chừng nào cái xe nào mà cưng lắm, mới mua mà hàng hiệu mắc tiền thì thời gian đầu người ta mới bỏ vô gara thôi. Chứ lúc sau thì ta cũng bỏ. Tại chỗ trước gara nó có chỗ đậu xe đây, người ta cũng đậu bên ngoài. Phía bên góc trái thì cũng có một cái lùm kiểng rất là đẹp. Ở bên Florida này thường thường thấy có người ta trồng như cái cây này nè. Nó giống giống như cây xòe ô bên mình vậy, nhưng lá nó có chia chia nè, không biết là kêu bằng cây gì. Ở dưới thì người ta có trồng cái cây mà lá sáng sáng màu á. Cây này nó đuổi muỗi được nè. Nó kêu bên Việt Nam mình cũng có trồng, kêu là cây ngũ gia bì. Nhà mình có một cái hàng rào nó giống như là hàng rào râm bụt bên cơ đó, nhưng mà được cắt tỉa rất là gọn gàng. Đây giữa nhà này với nhà kia thì nó không có hàng rào ranh giống như là ở bên Việt Nam mình. Giữa nhà này với nhà kia nó cách khoảng mấy mét đất ở giữa, nó kêu là gọi là cách một vùng đệm, tức là nếu mà ai muốn rào thì người ta sẽ rào phía trong của cái vùng đệm đó, phía 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 ngoài của cái vùng đệm đó, chứ không có ai rào mà sát mé cạnh ranh đất giống như là ở bên Việt Nam mình. Ở đây thì vì là nhà ở trong khu cho nên là cây kiểng được cắt tỉa rất là gọn gàng đẹp, và nhà nào nhà nấy rất ngăn nắp, ngoài đường nhìn rất là đẹp, rất là sạch sẽ. Đường đây các bạn thấy không, những cái xe hơi người ta để bên ngoài, người ta không có để ở trong nhà xe. Bây giờ người ta đi làm hết rồi đó, chứ nếu buổi chiều về là hình như nhà nào cũng có xe hơi phía trước. Ở đây đa số là nhà trệt, ít lầu lắm. Sau này người ta mới cất lầu lên, tại vì ở vùng biển á các bạn, nhiều khi có bão á, cho nên người ta không có cất nhà cao, không có nhà cao tầng đâu. Nhà trệt thì chiếm đa số. Lâu lâu mình cũng thay đổi không khí cho vui á các bạn. Mình thì thích nấu ăn hơn. Mình sẽ nấu món từ bơ hồi nãy mình hái ở ngoài vườn nhà mình á. Thôi mình quay tới đây thôi, kết thúc nha các bạn. Để từ từ thì bạn nào thích thì mình sẽ quay thêm cho các bạn coi. Mình đi biển rồi mình quay cho các bạn coi, biển ở đây cũng đẹp lắm các bạn. Có cầu cảng cá đồ, đi câu cá rất là thú vị. Bạn nào thích video của mình, các bạn nhớ bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và mình sẽ tiếp tục làm các món ăn để cho các bạn xem thưởng thức nha. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.